công thức để các anh chị có thể đầu tư bất động sản với một số vốn ít. Vâng, là, xin chào các anh chị, à, chào mừng các anh chị đến với kênh YouTube của Phạm Văn Nam. À, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái công thức để các anh chị có thể đầu tư bất động sản với một số vốn ít. Có nhiều người nói rằng là tôi chỉ có một ít tiền thôi, thì làm sao tôi có thể đầu tư bất động sản được? Có nhiều người nói là em không có tiền thì làm sao em đầu tư bất động sản được? Có nhiều người nói tôi có 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu thì có đầu tư bất động sản được không? Tôi xin chia sẻ với các anh chị rằng lĩnh vực đầu tư bất động sản là một trong những lĩnh vực à, vô cùng tuyệt vời, bởi vì đây là một lĩnh vực mà có thể mang lại cho các anh chị chúng ta cái cái sự giàu có. Nhưng đây cũng là một trong những lĩnh vực mà có thể nói rằng à, rất là khó khăn để có thể đạt được sự thành công cần phải có sự kiên trì cần phải có sự nỗ lực cần phải có sự học hỏi và liên tục tiến lên để đầu tư bất động sản với một số vốn ít các anh chị chúng ta cần áp dụng một cái chiến lược hay gọi là một cái công thức gọi là công thức opm other people money sử dụng đồng tiền của người khác có nhiều người nói rằng gì không có tiền thì làm sao đầu tư bất động sản được opm là một chiến lược À, tôi học được ở trong một cuốn sách của Robert Kiyosaki chiến lược này là như thế nào chiến lược này là các anh chị chúng ta đi đầu tư bất động sản thì chúng ta cần phải dùng đòn bẩy với số tiền ít thì chúng ta có thể là gì đi vay không phải à, chúng ta đi vay à, tất cả mọi người để chúng ta có tiền đơn giản ở đây là phải là gì chúng ta cùng thắng ví dụ như các anh chị chúng ta đi vay bất động sản vay tiền để đi mua bất động sản thì chúng ta biết được phải phân tích được là bất động sản đấy có khả năng sinh lời đảm à. bảo rằng cái khoản lời của anh chị trả cái khoản gốc mà các anh chị đi vay và đem lại cái phần lãi cho mình và cho người cho mình vay. Thứ hai, anh chị có thể hợp tác với những người khác để cùng kinh doanh. Ví dụ, hãy phân tích thật kỹ cái bất động sản đấy và kêu gọi những cái người khác, những người cùng có thể hợp tác với anh chị để kinh doanh Có nhiều người lại nói là Làm thế nào để tôi có thể kêu gọi được mọi người Họ không có lòng tin ở tôi Họ không có tin tưởng Họ không muốn đầu tư cùng với tôi Ở đây thì chúng ta cần phải xây dựng cái uy tín cá nhân của mình Và chúng ta cần phải biết lập dự toán Phân tích rủi ro Phân tích cơ hội để Thì cái người mà hợp tác với chúng ta Họ mới có thể tin tưởng Thứ hai là bạn phải xây dựng cái uy tín cá nhân của bạn Từ trước đến nay để làm sao họ có thể tin tưởng người ta nói rằng bạn phải trở thành người mà người khác muốn hợp tác không phải tự nhiên mà họ muốn hợp tác với bạn mà họ phải mong muốn khát khao được hợp tác với bạn thì lúc đó bạn mới có thể là người mà kêu gọi được người khác tham gia vào và bên cạnh đấy bạn cần phải rõ ràng về tài chính rõ ràng minh bạch về tài chính để chúng ta có thể kêu gọi được người đầu tư hoặc là bạn có thể gọi họ vào đầu tư và cùng đứng tên ở trên cái bất động sản đấy có nhiều người họ lo lắng thì họ có thể cùng với bạn đứng tên ở trên bất động sản và cùng nhau mua bán bất động sản đấy và bằng áp dụng các chiến lược đàm phán khác để chúng ta có thể có cái phần lợi nhuận từ việc đi đầu tư bất động sản hoặc là gì bạn có thể kết nối cùng với một nhóm người ví dụ như một người hai người thì không đủ số tiền để chúng ta đi đầu tư thì chúng ta có thể kết hợp với một nhóm người hoặc là bạn có thể đầu tư cùng với một nhóm người bạn khác để giúp cho bạn có thể có được cái sự thành công. Ngoài ra, nếu như bạn có thông tin về bất động sản, bởi vì trong kinh doanh bất động sản thì thông tin là vô cùng quan trọng. Nếu bạn có thông tin và có khả năng phân tích được cái bất động sản đấy tốt, bạn có khách hàng để có thể mua bất động sản mà bạn mua vào, đúng không? Để bạn để bạn bán đi thì bạn có thể gọi những người khác vào và phân tích tất cả những điều đó và bạn không cần phải phải là người mà 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 bỏ tiền ra mua bất động sản đấy mà phải cùng với những cái nhóm bạn đấy đầu tư vào bạn chỉ cần lấy một số ít phần trăm cổ phần thôi ví dụ như đáng nhẽ là bạn có hai phần trăm cổ phần nếu bạn đóng tiền còn nếu bạn không đóng tiền bạn chỉ cần lấy năm thôi thì từng bước từng bước một bạn sẽ nâng cấp bạn lên ở một mô hình kinh doanh bất động sản ở trong tương lai đấy là chiến lược để bạn có thể sử dụng OPM sử dụng nguồn lực sử dụng nguồn tiền của người khác để trong quá trình đi đầu tư bất động sản. Cảm ơn các bạn đã xem video và cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh YouTube của Phạm Văn Nam trong thời gian vừa qua. Đừng quên bấm nút đăng ký ở bên dưới và bấm nút chuông bên cạnh để chúng ta nhận những thông báo mới nhất từ Phạm Văn Nam. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.